The new Miss Vietnam 2022. How are you going to use your title to spread awareness about your project, The House for Children? I think I am Miss Tham. We'll try our best to use my course to support for this the House for Children and the primary school for children in the Pagoda. I think I will do my best. Do you want to say something? I know that you work together, right, with this project. So I would like to ask you also, please. I have to say that it's a great honor for me to work with Miss Vietnam Tham Thuy, and I just want to say that me and Miss Thuy will try our best to help the children who feel abandoned. Yesterday we also have the questions that the judges was give us the questions about the abandoned children, and we also think about that, and that is also the problem of our society right now, and so that's why I just want to raise the awareness of protect themselves from the sex educations, and just. And I believe that we just use my voices, my responsibility to do our best to help the children out there who always, who also feel abandoned. Yeah, that's all. Thank you very much for your question. Chắc là mình nói chút xíu sơ sơ cho tất cả các bạn khán giả là lúc nãy Trang mới có hỏi rằng là với bạn Thanh Thủy cũng như là bạn Hằng Á Hội của chúng ta thì cái việc mà các bạn ấy đang đưa về thời điểm hiện tại thì bạn ấy sẽ cố gắng làm như thế nào để có thể phát triển được cái dự án mà bạn ấy đang mong muốn là House for Children, nhà cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ. Thì bạn Thủy với lại bạn Hằng cũng nói là các bạn ấy sẽ dùng cố gắng tất cả mọi sức của mình cho best, và bên cạnh đó thì các bạn cũng nói rằng là sử dụng tiếng nói của mình để có thể cảnh báo thêm với cộng đồng những cái vấn nạn trong xã hội của chúng ta, để từ đó chúng ta có thể góp thêm những cái phần tích cực hơn cho cộng đồng, cho xã hội. Thì Huy cũng sẽ nói ngắn gọn là như vậy với phần chia sẻ vừa rồi của hai người bạn của chúng ta. Thank you very much. Và bây giờ thì mình sẽ cùng tiếp tục với một câu hỏi nữa. Biết được là mình sẽ tiến xa đến đâu, nhưng chắc chắn em sẽ làm cho người dân Đà Nẵng tự hào. Và em đã làm được điều đó. Ý thứ hai em muốn trả lời đó chính là trước khi bước vào cuộc thi thì em cũng là một người em nhận thức được mình có ngoại hình, mình có chiều cao cũng như là có gương mặt. Cho nên là em đã tham gia các buổi chụp mẫu ảnh để vừa có thêm thu nhập cho bản thân, và song song với đó là em vẫn cân bằng việc học của mình và đạt được những thành tích tốt trong học tập, chứ không chỉ là tập trung vào làm mẫu ảnh và bỏ quên việc học. Bằng chứng đó chính là em đã cũng được điểm đầu vào đại học rất là cao và đạt được học bổng đầu vào. Và thứ hai đó chính là em được là một trong 36 sinh viên tham dự khóa trao đổi sinh viên ở trường Ubon Ratchathani, Thái Lan. Đó là những thành tích mà em nêu ra để chứng minh em vẫn cân bằng được giữa việc làm mẫu ảnh và việc học. Và cái quá trình chuẩn bị của em trước cuộc thi, lúc đó thực ra thì khi mà em muốn đăng ký dự thi, ba mẹ em có nói rằng là con phải học trước đấy đã, phải tốt nghiệp đã rồi hẳn đăng ký tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Nhưng mà lúc đó không biết vì sao cảm giác của em là em sẵn sàng để bước cho vòng cuộc thi rồi, và em muốn thể hiện bản thân lúc đó, cho nên em đã nói là đã đến lúc con thi rồi, con đã quyết tâm rồi, con muốn ba mẹ ủng hộ con trong hành trình lần này. Và thế là ba mẹ đã rất nhiệt tình ủng hộ em, và trước khi thi em đã có chuẩn bị cho mình một số hành trang như là tập gym, học kết quốc, hoặc là trang bị cho mình một cái kỹ năng giao tiếp mạch lạc, nói chuyện tự tin hơn.
Và đó là những hành trang mà em nghĩ là em đã chuẩn bị tốt để bước chân vào cuộc thi, để có được sự tự tin và bản lĩnh để vượt qua những vòng thi khắc nghiệt cũng như là đạt được ngôi vị cao nhất. Em xin cảm ơn ạ. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của anh Bảo Ngô ạ. Thực ra thì em nghĩ rằng là cả em cũng như là bạn Thanh Thủy đều có một cái vẻ đẹp riêng. Và em nghĩ là cả top 3 cũng đều mang trong mình những cái vẻ đẹp riêng nhất định. Và về mối quan hệ của bọn em thì đương nhiên là bọn em rất là thân thiết với nhau. Không chỉ hai bọn em mà cả 35 các bạn thí sinh còn lại. Trước khi mà ra trình diễn ở trên sân khấu ngày hôm qua thì ở trong khán đài thì bọn em cảm thấy rất là xúc động. Và cũng có một số bạn đã rơm rớm nước mắt. Và tụi em đã dặn lòng mình rằng là mình sẽ phải làm tốt. Chúng ta chính là những hoa hậu Việt Nam 2022. Và tụi em cảm thấy rằng là trong cuộc hành trình này thì tụi em đã gặp được thêm rất là nhiều những người bạn mới. Và cả em và Thủy thì nếu như mọi người có để ý thì tụi em khi mà trình diễn nhảy đồng diễn thì tụi em cũng hay đứng khá là gần nhau. Và tụi em cũng luôn luôn là trò chuyện rất là vui vẻ và tụi em cũng rất là thân để trong những cái buổi biểu diễn đó để có thể có được một cái buổi biểu diễn trọn vẹn nhất. Và em tin rằng là với cái sự thân thiết của ba bọn em thì ba bọn em cũng sẽ đồng hành cùng với nhau trong những cái sự kiện tiếp theo và sẽ cùng nhau tạo ra được một cái dấu ấn trong top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 năm nay ạ. Em xin cảm ơn ạ. Thì em xin phép trả lời câu hỏi của anh. Đối với em thì cả top 10 và top 5 thì tất cả các bạn đều là những người xứng đáng để trở thành xứng đáng được vào top 3. Nhưng mà em nghĩ cái yếu tố mà ban giám khảo chọn mình đó có thể là ý chí cầu tiến. Thì mọi người cũng có thể để ý là từ hồi em thi Miss World cho tới thời điểm hiện tại nó chỉ cách nhau chỉ có 1-2 tháng thôi. Nhưng mà em nghĩ là ban giám khảo cũng sẽ thấy được cái sự tiến bộ rõ rệt của mình. Thì đó cũng chính là em nghĩ rằng là đó chính là cái lý do mà ban tổ chức quyết định chọn em trở thành Á hậu 2. Và bên cạnh đó thì có thể mọi người nhìn bên ngoài nghĩ rằng là tất cả các thí sinh với nhau thi với nhau thì sẽ rất là cạnh tranh. Nhưng mà đối với Hằng thì là một thí sinh thì mình cần phải là những cái người mà truyền cho nhau những cái năng lượng tích cực để cùng nhau tiến lên, để cùng nhau đạt được những cái thành tựu mà mình mong muốn. Thì đó là Hằng nghĩ rằng là cái mà Hằng có được đó là mong muốn giúp đỡ những người khác và đồng thời là lan tỏa cái sự tích cực của mình đến tất cả mọi người. Xin được cảm ơn những câu trả lời vừa rồi của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin phép được mời một câu hỏi nữa. Câu hỏi của anh. Đầu tiên thì trước chung kết em cũng có xem những thông tin trên mạng xã hội thì cũng có biết rằng top nổi bật trong lòng khán giả là ai. Thì đó là những người mà các bạn đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh truyền thông của mình cho nên trở thành top những gương mặt nổi bật. Còn những gương mặt nổi bật trong cuộc thi lại là một chuyện khác của các ban giám khảo. Thì em lại nằm trong top đó. Tuy không phải là những gương mặt nổi bật nhưng em nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng cho ngôi vị này. Và thứ hai đó là điều khiến em thực sự nổi bật đó chính là sự năng lượng và sự cố gắng bản lĩnh của em. Điều này đã được các bạn thi cùng em cũng như các ban giám khảo công nhận. Cho nên là em sẽ tự tin khẳng định rằng em có đủ năng lượng, đủ sự bản lĩnh để xứng đáng cho ngôi vị hoa hậu năm nay. Và thứ hai đó là việc anh hỏi là em có bạn trai chưa. Thì em xin trả lời là chưa có. Và gu bạn trai của em thì em cũng chưa kịp nghĩ ra, bởi vì từ hôm qua đến bây giờ thì em chưa đủ bộ 24 tiếng đăng quang. Cho nên em cũng chưa nghĩ ra gu bạn trai của mình hiện tại. Và thứ hai, câu hỏi thứ của bạn phóng viên thứ hai đó chính là các hoa hậu trước đó cũng đã cân bằng tốt giữa lịch trình bận rộn và việc học. Thì em nghĩ là điều đó là điều mà em phải đối mặt trong thời gian sắp tới. Đó chính là vừa vướng lịch trình vừa vướng lịch học. Em phải nỗ lực hết mình và cố gắng hết sức mới có thể cân bằng được. Và câu thứ hai bạn hỏi là nếu lựa chọn giữa lịch trình của Sen Vàng và lịch lên lớp thì em sẽ chọn cái nào nếu mà trùng lặp nhau.
Thì ý này em đã được dì Dung giải đáp thắc mắc từ buổi họp báo cô Cố Vương Miện. Đó là dì Dung sẽ ưu tiên việc học của tụi em trước, cho nên là em nghĩ mình sẽ không đứng trước sự lựa chọn khó khăn này. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, đến phần câu trả lời của tôi. Xem bài có ở cái cuộc